F0 COVID-19 bất ngờ chặn số từ Bộ Y tế sẽ bị xử lý ra sao? Sau khi dịch COVID-19 bùng phát trở lại, Bộ trưởng Y tế đã triệu tập khẩn cấp tổ thông tin đáp ứng nhanh chống COVID-19 để đẩy nhanh tốc độ truy vết các F1, F2. Tuy nhiên, khi làm nhiệm vụ, đại diện tổ truy vết cho biết khoảng 20% bệnh nhân F0 không hợp tác, chưa kể các trường hợp F1 và F2. Có người khi bị truy vết còn tắt máy, chặn số của Bộ Y tế và đội ngũ chuyên môn. Việc này khiến công tác thu thập thông tin dịch tễ để khoanh vùng, dập dịch gặp nhiều khó khăn. Theo luật hiện hành, bệnh nhân mắc COVID-19 không hợp tác sẽ bị xử lý như thế nào? Luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn Luật sư Hà Nội cho rằng trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp trở lại, trách nhiệm của người dân là phải khai báo y tế trung thực và tự giác. Hành vi chậm, trốn tránh khai báo y tế, tùy vào tính chất mức độ và hậu quả xảy ra có thể bị phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Dẫn điều 3 luật phòng chống bệnh truyền nhiễm năm 2007, luật sư phân tích SARS-CoV-2 đã được bổ sung vào danh mục các bệnh truyền nhiễm nhóm A, gồm các bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm, tỷ lệ tử vong cao từ ngày 29 tháng 1 năm 2020. Hơn một năm qua, cơ quan chức năng đã tuyên truyền các quy định về phòng chống dịch bệnh. Do đó, mọi người phải biết và có nghĩa vụ, trách nhiệm đảm bảo an toàn cho cộng đồng. Theo luật sư Cường, Điều 11 Nghị định số 117/2020 của Chính phủ quy định người nào từ chối hoặc trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế của cơ quan chức năng thì bị phạt tiền 50 triệu đồng. Còn hành vi từ chối hoặc trốn tránh việc áp dụng quyết định cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế đối với người mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A thì bị phạt hành chính 15-20 triệu. Bên cạnh đó, Công văn số 45 ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Tối cao hướng dẫn xét xử một số tội phạm về phòng chống COVID-19. Quy định bệnh nhân hoặc người nghi mắc bệnh đã được thông báo cách ly nhưng không thực hiện, gây lây truyền dịch bệnh cho người khác thì bị xử lý về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm cho người. Luật sư cho rằng người không khai báo y tế không đầy đủ hoặc khai báo gian dối làm dịch bệnh lây lan ra cộng đồng sẽ bị phạt tiền với các mức như trên hoặc bị xử lý hình sự theo Điều 240 Bộ Luật Hình sự. Khung hình phạt có thể đến 12 năm tù. Cũng theo luật sư Cường, chưa có khi nào tình hình phòng chống dịch bệnh nguy hiểm truyền nhiễm COVID-19 ở Việt Nam lại diễn ra phức tạp, đáng lo ngại như bây giờ. Theo đánh giá của các chuyên gia, đến nay, vùng lõi dịch Hải Dương cũng đã cơ bản được kiểm soát. Tuy nhiên, một khó khăn lớn của công tác phòng chống dịch đó là nhiều người từ tâm dịch đã tỏa ra nhiều tỉnh, thành phố, gây nên nguy cơ bùng phát dịch trên diện rộng. Do đó, tổ thông tin phải gấp rút làm việc, sớm phát hiện để ngăn chặn các nguồn lây. Ông Nguyễn Thế Trung, Phó Tổ trưởng Tổ thông tin đáp ứng nhanh phòng chống COVID-19 cho hay: "Nếu muốn truy vết hiệu quả, chúng tôi sử dụng nhiều nguồn thông tin nhưng chủ yếu vẫn là chủ động tìm kiếm và tiếp nhận thông tin từ khai báo của người dân." Theo ông Trung, thông tin chủ động khai báo của người dân vô cùng quan trọng. Từ những đợt dịch trước, chúng ta đã truy vết rất hiệu quả từ nguồn tin này. Tuy nhiên, đợt dịch này, mặc dù tình hình nghiêm trọng hơn nhưng bất ngờ là tỷ lệ người dân bất hợp tác, không cung cấp thông tin lại rất lớn. Theo ông Trung, có thể do người dân hoảng loạn, lo lắng dẫn tới hành động tắt máy, chặn số của Bộ Y tế hoặc có những thông tin cá nhân không muốn tiết lộ. Lúc này, tổ truy vết buộc phải cử người đến trao đổi trực tiếp gây lãng phí thời gian và nhân lực. Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy, Tổ trưởng Tổ thông tin đáp ứng nhanh phòng chống COVID-19 đánh giá đội ngũ truy vết các F0 đã gặp rất nhiều khó khăn do đợt bùng phát dịch lần này rất phức tạp. Số lượng bệnh nhân dương tính cao kỷ lục. Chúng tôi đã làm việc hết công suất để truy vết thành công hơn 100 ca bệnh dương tính trong suốt 3 ngày qua, Thứ trưởng nói. Ông đánh giá tình huống dịch bệnh lần này rất nguy hiểm vì tại công ty Boyun nơi được xác định là tâm dịch, các sự kiện tập thể khá nhiều nhưng hầu hết công nhân không đeo khẩu trang. Vì vậy, tổ truy vết đã liên tục trực chiến trong mấy ngày qua bằng hệ thống máy tính, điện thoại và sử dụng công nghệ cao để truy vết nguồn bệnh. Dịp Tết Nguyên đán cận kề, thời điểm cuối năm rất nhiều người tụ họp gặp mặt, đám cưới, thêm vào đó rất nhiều sự kiện chính trị quan trọng. Dịch bệnh lần này với chủng virus mới rất nguy hiểm, lây lan nhanh. Thời tiết thời điểm này rất thuận lợi để dịch bệnh lây lan. Bởi vậy đòi hỏi mỗi người dân cần phải nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tuân thủ nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch bệnh. Việc bảo vệ cá nhân phải tuân thủ quy định về khai báo y tế không những đảm bảo an toàn cho bản thân mà còn đảm bảo an toàn cho gia đình, người thân và những người xung quanh.